đó là nhà của Miêu Nhiệt Lệ đó. Nếu tụi dây leo tường qua đó, sẽ có ai thấy được? Nhiều nhà như vậy, muốn tìm nhân chứng một cách giống như mò kim đáy biển. Nhưng nếu không có người thấy hắn leo tường khi nào, thì rất khó vạch trần lời nói dối hắn leo tường trước đó một ngày. Có lẽ là gần đây có người đã từng sơn ở trên sân thượng đó. Cho dù thật sự có người sơn lúc gần đây, cũng không có nghĩa đúng lúc gặp được Dương Quốc Câu. Khoan đã, em từng thấy màu sơn này. Em nhớ Sếp Dương hôm đó cho em xem vật chứng của Dương Quốc Câu, quần của hắn có dính với sơn loại này đó. Chắc chắn là Dương Quốc Câu leo tường từ đây qua nhà của Miêu Nhiệt Lệ đã dính phải vết sơn này. Cũng tức là buổi tối mà người nào đó sơn ở đây cũng chính là đêm mà Dương Quốc Câu leo tường. Chỉ cần chúng ta tìm ra người đó thì sẽ chứng minh được ngày của Dương Quốc Câu leo tường hành hung. Ừ. Có bộ luật sư Tưởng rất có lòng tin với vụ kiện này. Chưa gì đã xem nên đi đâu du lịch rồi. Dĩ nhiên là tôi có lòng tin rồi. Chẳng lẽ cô không có? Tôi tin là vụ kiện này sẽ mau chóng kết thúc. Nhưng không biết đến lúc đó luật sư Tưởng có còn tâm trí đi du lịch hay không. Tại sao cô nghĩ vậy? Tôi tìm được một nhân chứng thời gian then chốt, có thể chứng minh thời gian Dương Quốc Câu leo tường là tối vụ án xảy ra, chứ không phải trước một buổi tối vụ án xảy ra. Ừ. Nếu cô tìm được nhân chứng này, có thể đưa tên người đó vào danh sách nhân chứng, có phải vậy không? Thị lực của tôi không kém, chắc chắn thấy được. Luật sư Tưởng, tôi xem ông là tiền bối, cho nên mới đến cho ông biết. Hy vọng ông có thể khuyên thân chủ của ông nhận tội, không cần lãng phí thời gian của mọi người ở ngoài tòa nữa. Anh Diệp, tối ngày 20 tháng 3, có phải người này đến đây khám không? Tôi có đọc tin tức, ảnh tên Dương Quốc Câu bị cáo mưu sát vợ phải không? Tôi là luật sư đại diện của ảnh. Thân chủ tôi có bị phán có tội hay không, mấu chốt ở tôi có thể chứng minh đêm vụ án xảy ra ảnh từng đến đây khám bệnh hay không. Nếu tôi chứng minh tối đó ảnh có đến đây khám, tức là thừa nhận tôi hành y không giấy phép rồi. Thân chủ có thể thoát tội, nhưng đến lượt tôi bị thưa đó. Ông cũng biết tôi có vợ có con mà, trong nhà không có tôi là không có được. Tôi cứu anh đấy, ai tới đây cứu tôi đây? Tôi rất hiểu tình cảnh của anh. Nói thật, nếu tôi muốn bù tiền đắp phí sinh hoạt cho anh, tôi thừa sức làm được. Nhưng có điều, tôi làm vậy sẽ cản trở tư pháp công chính. Tôi cũng không muốn liên lụy anh. Ông hiểu thì tốt rồi. Chỉ có điều, tôi thật lòng rất hy vọng anh ra tòa làm chứng thân chủ của tôi là vô tội. Chỉ có anh giúp được cho ảnh thôi. Chẳng lẽ anh mở to mắt nhìn một người vô tội bị phán tù chung thân chứ? Lương tâm của anh có yên được không? Anh Diệp, thân chủ của tôi cũng có con trai, trạc như tuổi của con trai anh. Vợ ảnh đã mất, chỉ còn lại thân chủ tôi và đứa con sống nương tựa nhau. Nè, nếu thân chủ tôi bị phán tội, con trai ảnh thì sẽ trở thành cô nhi. Anh Diệp, bất làm cha mẹ phải làm tấm gương tốt, lấy mình làm gương. Anh hành y cứu người nên cứu người lúc hoạn nạn. Số phận của thân chủ tôi và đứa con đang nằm trong tay của anh.